Ồ, đặt bàn đây, đặt bàn đây. Chảy bàn ở đây anh em ơi. Chào các bạn. Hello mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại của kênh của Nguyễn Chí Hải nha các bạn. Thì hôm nay mấy anh em mình đi uống phê thôi các bạn ơi. Đi. Đây. Uống phê thôi. Bữa nay quay cuộc sống hàng ngày của anh em mình nha các bạn. Sáng ở không, chiều ở không, tối ở không, trưa đi uống uống trà đường vậy đó. Mình nói qua bắt cái nào bắt mát nè, bắt ở trong cái chạy được không? Cũng được. Trà bắn cầu tươi. Có trà bắn cầu nữa hả? Ngon như tươi tươi. Trời, uống thử ly trà bắn cầu coi. Ý anh chú kênh là không ai cho anh ảnh được ảnh đó. À. Anh bị hoài mà anh cũng sợ. Tôi sẽ cho anh Hải nghe theo yêu cầu mấy bạn trên like của tôi nè. Cho anh Hải nghe bạn. Cho anh Hải sẵn sàng cho anh Quy luôn. Alo, alo, Quy ơi. Chở anh Hải ra đi uống phê nè, sao mà núp núp trong nhà vậy chợ. Ba ba. Ba ba bỏ ông chuyện đi uống phê nè. Ba ba uống ngoài nhà khu dân quá nè. Quá uống đâu vậy? Chỗ chiến bán nước đây nè. Chiến chịu quê đó. Trời ơi, là chờ hỏi nữa khu dân quá ra đây đi. Nói nhiều quá, tắt. Nói giờ tao biết rồi. Tại nó nhây lắm, tính đó, nó chỗ này chỗ nào nó không biết. Quán Kim Phụng mà còn biết. Đúng rồi. Ừ. Rồi mày điện nó. Mấy tháng rồi. Tại. Điện giờ hơn tiếng một hồi đó. Điện cố. Vừa thôi. Thôi đi à. Anh mày làm đi tôi thôi. Anh lính này vẫn uống không? Lính nè. Lính ra chảy uống. Hai ly trà bắn cầu đem về. Để cái tiền. Chào bắn cầu đem về. Ai ngồi đây mới được uống. Đang nghỉ tiếng số nè. Rồi. Ấm đi xuống. Ấm đi xuống. Bông hai bà chú gì vậy? Giờ người ta biết mày ấm hết rồi kia tao lại ấm. Rồi đi quanh kia luôn. Còn gì nữa chứ. Đỡ mày không xuống nữa chứ ơi. Không xuống đây thì tao xuống. Ba làm gì mấy chạy? Dạ. Bắn cầu cái này là bắn cầu đấy đó. Chạy. Chạy ông nội tháo kính luôn chạy. Từ từ. Ai rồi rồi súng đây đâu? Ai biết? Hỏi tao. Bồ mày với ông Hải mà. Gì? Mày nước cũng giờ mày ngủ uống cà phê. Nói đâu cậy nó ngủ làm gì? Dạ gặp mọi người nó chào. Đọc không, hồi nãy điện rồi. Quýnh ra, quýnh ra. Quýnh ra. Trời ơi, bỏ. Điện rồi, bả bạn chuyện rồi. Mít chín ra. Đấy, chị bá nè. Được. Bánh ghế luôn chào. Đây. Ai các bạn ơi, thấy nhìn thấy quen các bạn. Đầu vô, ba vô. Ba. Uống cho dữ rồi. Ba luôn muốn chơi tài vô liền luôn. Tài vô liền. Cánh cảnh gặp à. Nó hát rồi. Nhưng ngực mới uống gì vậy? Bếp bếp á. Không nhiều kêu khơi khơi đó trúng quánh rồi. Cái đó là tại mình cái phản xạ tự nhiên thôi. Bây giờ mình có quen ai mà mất được gì đâu. Bữa nay mình mất được. Trời ơi, bữa nào một gái mà được. Đây làm như không có gái gì. Như quen quen. Mẹ quá. À, đảo rồi, đảo rồi. Đảo gì vậy? Một phần, hai gì? Mắt cận nó nhìn thôi. Giờ nơi ấy em quay về, còn đau giấc ngủ giàu sang. Thương đời em, hay đau nào hay tình ta muốn tan. Bữa nay uống trà, trà ta. Nói tao.
Kè chiến à, bãi bàn ở đây, bãi bàn. Dọn bàn cho người ta. Rồi đâu nội. Ủa đúng máy điện chứ. Đâu là chờ nó chồng luôn mày. Nó đi rồi tôi hỏi ai ông đó. Tôi hỏi em mày với ông Hải có vợ, có chở không ra đây không? Có vợ gì ông nội luôn Hải, có vợ hoài. Có giận hờn với ông Hải. Giận hờn với ông mà xuống đây. Em út đi chơi bình thường đó ông nội làm gì giận hờn gì ông nội, em út nè. Quý làm giận hờn không? Chia tay hả? Chia tay vậy ông nội, em út chia tay vậy. Em út mà làm cái gì? Mà nó bắt khóc cái gì ta bỏ luôn nè. Mà nó sạp quỷ. Đã nhỏ thích cái gu gọi là trưởng thành mà gặp cái dùng đồ cái thứ băng vệ sinh. Nó giống chóc rồi trời, nó giống mỗi ngày. Không đâu. Quay phong hả? Phong chứ ai. Ủa nó hả? Thằng kia lạ lắm nha, thằng kia lạ. Không anh đừng muốn kiếm chạy. Chuyển tay, thôi cởi đi, chuyển tay. Chuyển tay xíu dùng kim nổi. Ủa nó bị ra. Nó bị ra. Chuyển tay sao dòm hoài trời. Này, anh biết kia đâu không? Lại nổi đi. Nổi tao hả? Lộn ly vào ba hơn. Ba. Ba bỏ gói hơn con nữa. Ê, bị gói đâu không? Tại anh ta mà hỏi gì hoài trời. Bồ người ta mà trời. Nó đang ngồi đây với mình. Đúng rồi, nói đúng rồi. Biết nó đang ngồi đây với mình thôi chứ. Ê, nó ảnh vô quá, lại. Ê, bà nắm tay nắm chân nó tiểu. Chưa, chưa, chưa. Nắm tay nắm chân rồi. Quen kiểu này mà nó từ nói ngày còn quen ông nội. Mà quen quen đi mình gặp mình nó nói chuyện gì đâu rồi mình gọi anh. Ê, anh Chánh Chánh. Má sao cái con như này quen, nó gì? Quen ông này quánh tối ngày luôn nè. Trời, quánh con ta tối ngày nói bà năm đồng đạo gì tùm lum. Tai đầu không. Vậy không đó. Quen vậy mốt giỡn thôi làm gì trời. Nhìn em hạnh phúc bên nơi không phải là anh. Đành gạt đi nước mắt mong sao em được hạnh phúc. Anh vẫn không thể quên được, anh cứ cố chấp đi tìm. Tìm về nơi hai ta từng chung bước. Thằng này còn trẻ, biết không ạ? Ông 21 á. Ông 4 mấy á. Ông 21. Này nghĩ tầm khoảng 18, 19 tuổi. Không có luôn. Không, tầm đó luôn. Nhưng mà ông nướng 21. Ông nghĩ là 18, 19 tuổi, anh đó là ngay trái. Được cái dồi. Ê, đắp hai máy được chơi người. Anh Cảnh. Bên anh càng lớn càng khói mày. Ở càng lớn càng khói. Nhân quốc nghiệp á. Bởi vì anh ghen 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 mà anh đang yêu thôi mà. Dìm nội làm gì bậm dưới. Tiền béo rồi. Tiền béo rồi. Quên. Quên là quên. Mẹ tao. Quên cũng kệ tao đi. Không hoài. Luôn. Người ta rồi thôi. Ta chưa kêu mày, người ta kêu tao. Mày hiểu không? Mày bỏ chưa? Mày bỏ chưa? Bỏ rồi thôi. Chưa bỏ rồi. Đau lắm em mà tại thương em anh không thèm nói. Em bỏ gia đình theo người tình em chẳng về đây. Người ta có tiền có xe em đi theo bỏ gia đình này. Anh thấy đau trong lòng thương con khờ thì anh mang. Bỏ bóp về à. Bà còn chép mắt. Giờ mình đi qua bãi mình ngồi luôn hay sao nó kêu kìa. Đăng lên nó hoài cái mắt mới mình qua bãi mình lớn nè. Không cười duyên á. Duyên giờ đấy chè bá lửa. Không cười duyên. Mày đánh tay không ra. Chết mẹ không? Nãy giờ mày đó. Nói giọng mấy em lấy ông che em thấy cái che em hết. Con nắm tay với người mép đen của con. Hai mép là đen. Ông nắm từ từ cũng đen à. Cánh đen. Trời ơi nắm tay luôn rồi vậy ta. Hung luôn, lát hung luôn giờ. Thấy cười lúc nào cũng cười vậy ha. Ừ. Thôi em cũng cái này. Thế nào lát có gần khởi nắm đây à. Ba này. Né né ngửa. Ba của má sao quăng rồi. Ở đây mưa mẹ đi.
Trời ơi, đổi liền. Thôi, em múc mình thôi, làm gì mừng. Nay mơ mẹ, sắm chớp làm gì? Mơ đi bay chớp nháy hoài. Trong cái chuyện này thằng nào không có lỗi. Ba ngủ hoài. Đi gian viên mùa đời cho cũ. Má quê luôn quay. Rồi cho má lỡ luôn. Hai cặp bả nó là. Quê rồi, quê rồi, quê quá. Cặp đang giận nhau. Sao giận? Hai đứa không nói chuyện nhau. Tao cũng nói mà. Mình gọi anh em sao đứa. Chắc không kéo dắt chân rồi. Ủa, nhỏ chắn không đi hả? Chứ trời, trời, không biết trời. Chứ lẽ ông Quỳnh. Sớm này tưởng Lê có anh chân ngoài ngờ có Lê. Lấy chân cấp 2. Khủng. Có ý, lấy chân tưởng chạy. Mày đi nói. Nãy là nãy tưởng là con anh Sưng với nhỏ bạn Sưng. Mà tôi đừng ngại, tôi quay lại, tôi mới thấy con Ly. Ừ, không Ly mới vô chào tao rồi. Bởi vì phải rồi bà. Ai, gặp, gặp anh nó mà nó không chào. Anh nào? Anh Nguyễn Hải. Không kêu, không kéo gì luôn. Chào nó còn quách ra. Ba này ba kêu bà Năm không mà tao gì tao không chịu quá. Ba kêu anh này Hải mới được. Người về nơi ngàn sao rơi rớt trên vùng trời, ru tiếng ru ngàn năm, chưa tiếng người đi xa cuộc đời trở về mình. Uống đi cưng kìa. Bộ mày mơ, bộ mày mơ. Điện liên quan tôi, Sơn gãy mày, bỏ không á. Sơn nó kêu á, lỡ của mày, tao thích nói nổi rồi. Uống đi cưng, điện liên quan cái gì? Của tao hết nó nổi rồi. Trong cái chuyện này tao cũng có lỗi. Tới bây giờ tao mới phát hiện ra được là gu của Hải mặn. Sao mà Hải mặn không ai gì cái nghệ thuật cái đó là mình cũng đánh giá của tao một cái bên ngoài được thấy béo không thấy ngoài bên ngoài hơi bà trong được mới tú quắc để cũng tú quắc luôn sần luôn lên dọn đây mà tao nghĩ cái gu của không đại gu của Ly cũng mặn lắm tại ngồi cái lu nước mắm vậy ông nói á yếu thì mà ông ngoại này liếc cái vậy anh nước lưỡi nó cái đi bể đầu Vô tay rồi. Ê, qua cũng bạn mình mà. Ừ. Đây nè. Quay hết luôn. Bữa nay mấy đứa rồi, bọn anh em đi dài, dài anh em ơi. Dạ, dạ, dạ. Anh ơi. Sẵn anh giới thiệu luôn. Hát lòng quên chứ rồi. Tại giới thiệu kìa. Mày tao đứng cái gì cho đứa quay chúng mày. Đúng rồi, xuống rồi, xuống rồi. Rồi, đúng không? Nói nè, anh em đây gọi bọn anh em đi dài. Dài, sao vậy? Xuống. Giới thiệu luôn nha. Giới thiệu. Ủa mày không giới thiệu hết trơn đây, mày giới thiệu anh Hải anh Quy. Giới thiệu đây. Mày không 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 mấy anh biết rồi, không bà mấy anh biết rồi. Khỏi cần biết. Cần biết làm. Trong cái chuyện này thằng nào cũng có lỗi. Là bữa nay Hải em dặn kêu đi chơi. Đây. Trong chuyện này là không có lỗi luôn á. Không nhưng mà mày đã cho lên coi chịu hết nổi rồi à bé teo luôn vậy có bạn ta ở đây mà địch thí ghê trong chuyện này nào không có lỗi nữa lộ mà địch chứ trong chuyện này á thì thằng Nghĩa có lỗi nhất thằng nào cũng có lỗi nhưng mà thằng này lỗi gì nhất à đúng vậy chân chân lúc này thằng Nghĩa đúng giờ thích đông đông rồi đây mới có lỗi. Đây nào có lỗi, mẹ lỗi đâu, không có lỗi.
tịch khởi cho tao. Rồi. Không ngã, không ngã. Rồi, chú về. Chứ anh em ở đây ngồi chơi thì mình vui thôi, vui vậy cỡ mà, có gì đâu mà sợ vậy. Không, chuyện này cũng lỗi nè. Lỗi rồi. Này bạn ở đâu mà này thì chưa biết rồi. Không biết rồi. Không biết rồi. Mà không ngờ là anh tên gì chân. Đây mẹ đâu ạ? Sao quất nữa? Có ngủ rồi trời. Quất hả? Nhiêu tuổi? Dạ 20 anh. 20 rồi. Em sinh nhiêu rồi? 21. 21 hả? Trời ơi, công nhận này gu mặn ghê. Ôi, trời, trời, trời ơi, toàn là lái máy bay cánh đen nữa. Mày năm trời nó thuộc lắm bạn ơi. Máy bay nhà hay hình đen. Năm trời nó sọt, nó lộn. Cái gì vậy trời? Gì? Nam trời nữ thục. Không phải nam trời nữ thục lắm, có phải ta gọi là nam sục nữ trời. Ngày 20 nữa kia mà nam sục. Đúng. Nam sục mới đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Nam sục xong nữ mới trời ra. Đó đúng. Trời. Ba giáo bộ chờ mà ba để gì ra làm cô dâu. Giờ tính đổi nó kìa chờ. Đúng rồi. Bây giờ hai đứa làm cô dê chú lẩu đi. Ấy cô dâu chú rể đi. Chứ bà kiếm tôi béo kìa. Buồn, xếp ba buồn. Ba ba nó buồn. Buồn nghĩa đâu đấy hả? Anh sắp còn chị cho anh. Nói gì? Tại vì em lớn tuổi hơn nhưng mà em thích kêu bằng anh. Ờ chứ em nói nào quan bây giờ mình lo gì không mà mình không lý đấy. Người ta lo tâm người xung quanh mà. Nhà em ở đâu? Nhà em ở bên kia hả? Bên kia là bên nào? Dạ, người ta nói dưới kia. Dưới kia hả? Tao nghe cái bên kia. Dưới kia. Dưới kia. Dưới kia. Dưới kia. Dưới kia. Dưới kia. Trời ơi. Nấu. Em múc mà. Lịch sử, xin lỗi. Lịch sử đàng hoàng. Em múc nào có lỗi. Cái này mày có lỗi. Lỗi. Mày là thằng có lỗi. Lỗi, lỗi, bị đổ đúng liền. Đổ đúng liền tao luôn. Có lỗi, có lỗi. Cái này mày có lỗi. Mày lê múc mình không hỏi đâu. Đúng rồi. Bao lâu rồi? Mày đứt. Bao lâu rồi? 2 tháng rồi. Cảm ơn. Yeah. Ai biết được chắc nó dài tới đây. Vì ba em út mình tóc sừng, tóc sừng. Mình dài tới đây rồi đó. Chị ba em mình gỡ vội. Ai giữa nó rồi. Kỳ bằng tăng quá. Này chạy dẫn mày lấy cái bình trà đỡ đồ cho xuống luôn đi. Nè để nè. Uống ly tao đi. Trời. Tại con uống cái gì vậy? Quá bích. Quá đâu em út em uống kiểu gì kỳ coi để đây. Trời trời. Mày uống nha. Ờ, bà mới nãy bà nói bà không nói chuyện, bà quay qua đó luôn. Quay qua bệnh ăn cơm chó hay gì vậy trời? Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi. Tình dù chưa phai không tranh được tử ly. Ai 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 dòm ra ơi dòm ra quen như tháng rồi đi cả 2 tháng rồi. Ông nói nó bị cấm được 7 thằng á. Ai vậy là vậy là lúc mà tới xe của mày của tao là của ta. Rồi vậy mà quan tâm thì ghê. Ông nội tưởng ông khỏe ông mình thì hỏi một mệt không nội này. Nào nội muốn cờ phêu rồi. Chắc là anh ta mới được. Sẽ là trên giá mượn mình uống xe cho anh ta. Chờ đi uống xe dài, chờ uống xe đâu? Nãy giờ ai biết? Mày với ổng cầm bả. Đây mấy đứa uống cần hơi rồi à, có gì đâu chơi nữa không? Dạ, nói xem xe. Ở đâu? Vừa xem vừa làm. Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Long Xuyên hả? Nhà thơ nè. Nhà thơ luôn. Chuyện này nó bỏ. Rồi đi bến Ninh Kiều luôn. Bỏ 2 năm luôn. Nếu mà bé này có lựa chọn sáng suốt. Tại vì khi mà quen với Sơn Thành chỉ cần vỗ tay là đổi kiểu. Tại đứng chụp hình đổi tay là cũng đổi kiểu. Em lại, em lại. Trong cái chuyện này thằng nào cũng có lỗi. Ừ, cha ơi. Cái này hết dám tao nắm tay áo, nắm áo thôi. Nhà qua vớt ly nước rồi uống xong. Nắm áo lên cái trong bàn này có lỗi nhiều nhất là chó này. Tôi đổ nước ta. Là tôi xin lỗi à. Ai mày giả bộ cười cho bớt quê kìa. Ê, ông, có đi bể đâu.
thể đâu á. Anh xin dưới tóc nhiều nè. Ba này nhiều lắm. Còn Phong bữa nay hết cho em muốn đẹp mới còn ba dở lên. Lá quánh bể đầu hai bên mẹ. Đúng rồi. Cái thằng mình bị bỏ vậy đó mà cứ thở ra qua kiếm chuyện người khác. Thôi mà được rồi Quy ơi. Mày làm tao mất cỡ quá trời. Vậy là hai đứa vậy là đứa em đấu tiền. Vậy. Có những lúc một mình ta ngồi nhìn hôm qua, xong mới biết là đúng hay sai. Ê ông kia không có anh bên kia luôn kìa. Nói là ông nói nhà với kia kìa. Rồi gần như ông quay lại ông điều tra cho tôi. Hỏi thiệt ông nghe, hồi đó giờ ông có thấy mắc cỡ giùm không? Sao không? Trời ơi là trời. Nghĩ sao? Nghĩ sao mà trong lời chơi ra con nít vậy? Người ta lấy gậy mình mà cứ qua nói chuyện với ta dùng đồ cứ thấy cái mặt vô liêm sỉ. Mày biết tôi bỏ lên giường gậy chưa? Mười mấy con hả? Gặp tao đục mẹ đó bức cơ. Thì nghe cái cảm giác là tôi béo làm ở cái mắt đó, là chặn xe tôi nghiệp. Ở nhà nữa, hồi đó đi học hai, nữa. Hai đứa gậy gì lộng, nói gì gậy làm chung. Mày á, bây nè, thằng tôi béo á, là có vợ đó. Làm nghề đủ rồi, rồi tóc nè, rồi tùm lum á. Tới bao giờ chưa còn có nữa. Đây nè, mày không biết chứ anh nhẽ tao bán bánh mì một thời. Bánh mì đó, bán bánh mì một thời Sài Gòn. Chạy vô đó là chạy cho tải. Sao ông mẹ quay vô, ông nghiêng người ta hoài trời. Mà nói thành tại tới cỡ đó mà không quay lại luôn, không quay về anh em luôn. Mày mà quay qua dòm ta gì nè, tao uống được không? Kỳ ha. Chưa biết, gọi tôi béo bám lọt đó. Quá nổi cha. Hoài nữa. Ai mẹ ơi, mấy mình cười tao không vui nữa. Nghĩ vui cho nó giờ cả chân cười không cười với anh trời. Giờ cả chân cười hả? Ừ. Đừng cả chân ma không. Chắc là lấy dưới đây. Dạ 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 lâu. Vậy. Rồi coi tao anh bị thất tình nè. Dạ. Anh bị bỏ. Trời ơi, dưới tóc đâu rồi? Ba này ba làm giết lố lằn. Ba đau sao? Làm biết mày mốt em mốt mình không dám lại đây ngủ thôi với mấy anh nói gì đó mới dịch chuyển qua được miếng. Không biết có tiến triển không nữa. Bị bỏ với cái lễ gâu kia tùm lum. Rồi cái lên khóc. Má tôi bị bỏ á. Má cạo đầu luôn đi. Hay mình hết mô hi cu giùm vậy. Ư quay mô hi ca anh đi. Tối nay anh đi Cần Thơ chơi luôn hay sao ta? Ủa anh đi luôn hả anh mà? Anh lên mày có gậy Cần Thơ á. Thấy vậy có vợ chứ có gậy xe cua á. Để Cần Thơ sẵn. Đẹp trai vậy em chưa yêu được bằng cái thiết tùng lá hơn. Thôi đừng đi Cần Thơ nữa, giờ mình đi mình đi xuống mỏ cày Nam của Di Đà Phật đi. Làng gì vậy? Đó, làng cũng như làng á. Trời. Này tên gì? Tên gì? Quắc hả? Quắc nghĩa nè. Quắc sưng, hai đứa tên cũng đẹp. Ai út mà. Trong cái chữ này là lực có lỗi. Ê ổng. Quê em ở đây luôn rồi. Lai lại hả gì? Bạn em tên quá, không phải tên lì đâu. Không phải tên lì. Gì vậy? Ây da. Bà nội đó mấy. Đây là leo của mình là Ly, Ly Phong. Lâm Vy. Mình đẹp ba, Ly Phong đẹp ba. Sưng quắc sưng hả?
quất cái thân luôn. Quất cái thân luôn. Cười đi ca. Ê vậy mà cười ha. Đang làm. Con này ca bị cắm sừng vậy đó ca. Rồi thằng em của đại ca cũng bị cắm sừng luôn. Mà nó cười hả hả kìa. Cắm sừng thắng mấy? Thắng mấy? Thằng hai thắng mấy? Vậy mà coi được. Quất sừng. Quất sừng. Thằng đó nó dịch. Thằng đó đó. Chị nó rồi trời. Vậy bánh dưới tóc nhiều ơi. Đấy. Vậy tối nay đi coi lát nữa đi coi phim với tụi nó luôn đi. Anh đứng đó coi bắn vòng. Đây mình đi coi bói luôn, đi coi cho ngày nào hợp. Ừ, đúng rồi, mình lấy. Tạo vật không? Ghê vậy. Đây, coi ngày coi bói rồi lấy nhau luôn kìa, ghê không? Không lấy người ta bắt nữa sao? Bốn mình mà đám cưới chung chắc vui lắm ha. Trời ơi, vui dữ quá. Đi một quẹ tao á. Đi không phải quạo mà đi mời thì mình mời một cái nó sang kẻ đi mời chung một ngày đi mất tình xích mích. Nhiều khi làm hai đám chung nhau chung nhau. Chung giờ luôn. Nhà nó tới cái bên à. Cái này nó tỷ như anh chị em trong sinh cưới chung đúng không? Con này đứa nước lã, đứa nước đái này kia. Đứa chung cái đám cưới một mình. Trời đứa nước ngọt, đứa nước mặn. Dù dù bây giờ là mấy bạn có đi đâu chưa? Bốn đứa, anh tầm bốn khó lắm hả? Thì bốn đứa nè chị. Anh chị phải đi Cần Thơ. Cần Thơ đúng không? Giờ đi đây không? Ông nội lên tà keo kiếm kiếm cái bò keo. Cái gần đang có chùa chấm. Mày cầm đợi tôi nói luôn quay. Thằng đang nói đâu rồi? Thằng đang nằm ở dưới chỗ phố à? Cần Giờ đó, Cần Giờ đó. Cần Giờ Sài Gòn. Cần Giờ đó. Rồi bây giờ cần gì? Cần Đức. Cần có em. Cần có em. Cái cần... quay này thằng nào cũng có lỗi. Tôi mình cần một cái nắm tay là cần. Trời nắm luôn kìa. Ai kêu anh nhắc chị ha. Giữ tay thật lâu luôn đi. Đó. Ta gác qua đội cắt cài. Gác qua đội cắt cài. Ta bóp cái coi. Gác gác cái gì nói đàng hoàng. Gác gác cài. Gác gác cài. Gác cài. Tao gác cái cổ coi coi. Ba này bao hoài luôn. Thả cái tay xuống luôn. Chị mình coi phim xong rồi đi coi bói nữa mà. Tay chào quá trời 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 ấp nhiều hơn. Bên nó vậy. Bây giờ góp còn hai ông cẳng gì nè. Xe... trời xé luôn bà, trời. Bà xé áo với cái áo dạ. Thôi bà vậy bà ngồi đây nói chuyện cho vui rồi. Cho ta đi coi phim đi. Vậy thôi mình đi thôi. Mấy em đi trước nha. Ai à, tính rồi. Tiền rồi đi. Anh mua đồ bỏ tặng sân. Anh mua đồ tặng sân. Trời ơi. Trời ơi. Áo phát nữ gì. Mày không biết đồng đội mày chứ. Giờ mấy em đi coi phim nha. Tặng quà cho tao đi. Tặng đi. Tặng quà vậy. Được. Điền Đăng rồi. Anh có ông đài chơi rồi. Những ngày nó đi một nước một không về. Được. Trời ơi. Trời ơi. Ah! 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 Ah!